chí nhất định. Vậy thì ngay bây giờ bạn đau đớn nhất điều gì? Phát hiện và đào tạo nhân tài cho nghệ thuật. Phát hiện và đào tạo nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật, đó là tâm huyết của nhân vật khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng chào đón nhân vật đặc biệt Phạm Duy Khánh. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Ngày hôm nay, chúng ta đến với một chàng trai trẻ có rất là nhiều khát vọng trong nghệ thuật. Xin chào đón Phạm Duy Khánh. Xin chào tất cả quý vị các bạn, mình tên là Phạm Duy Khánh. Hiện tại mình đang là một đạo diễn và nhà sản xuất trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường theo đuổi nghệ thuật này, anh được biết là gia đình em cũng có truyền thống đúng không? Thực sự thì nói Hải Phòng thì mọi người đều nhắc đến là một cái nôi đào tạo hoa hậu. Bản thân em cũng là lực xuất phát từ cái nôi đào tạo hoa hậu đó. Là người cô của em đã có thâm niên mấy chục năm đào tạo hoa hậu từ Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Mai Phương hay là Siêu Bố Bình Minh. Và em là cái người kế nhiệm người cô của em, cũng là người thầy của em. Có bị áp lực không? Rất áp lực anh ạ. Nhưng mà cũng tự hào đúng không em? Tự hào nhiều lắm anh ạ. Tại vì thực sự đây là một cái nghề rất là khó, không phải ai cũng làm được. Mình không đoán trước được mọi thứ từ một cô sinh viên thành một người đẹp. Nhưng mà cái chặng đường đi thì rất dài, rất gian khổ. Anh thấy tập luyện mà đầu tư khá tốn kém về công sức cả tiền bạc. Mà ngày xưa thì chưa biết là có được thành công hay không cơ. Thà biết thành công thì còn đỡ. Đúng anh ạ, giống như đầu tư mà không thấy vốn ấy. Lại đòi hỏi con mắt nhà nghề. Dạ đúng rồi anh ạ. Em là một người trẻ thì khi mà nhìn lại cái bề dày của gia đình như thế thì cái điều tự hào nhất của em là gì? Em đã may mắn được sống và đam mê với nghề. Em được yêu nó và làm chính nó. Cái đam mê của em từ nhỏ mà đến lớn em lại hưởng chính cái đam mê đó. Em được đối tiếp với nghề đó là cái niềm hạnh phúc nhất của em. Và anh được biết là với những người giống như em, ngoài cái việc áp lực thì mình còn rất là muốn giữ cái thương hiệu những cái tầng lớp đi trước đã truyền lại cho mình. Em có một cái may mắn mà thực sự đây là cái duyên anh ạ. Khi người cô của em lần đầu tiên thành công, nếu mà anh biết đó là chị Nguyễn Thị Kim Oanh, hoa khôi thể thao năm 1993, là em gái của ca sĩ Thu Phương, là người đầu tiên mà cô em thành công trong cái lĩnh vực đào tạo người đẹp. Thì quay trở lại đến em, cái người đầu tiên mà em thành công cũng lại là hoa khôi thể thao Việt Nam Lại Hương Thảo, lúc em mới có 19 tuổi. Vậy là có quá sớm không? Em nghĩ là quá sớm. Tại vì 14, 15 tuổi em đã theo cô em đi rồi, đã đi đến các cái lớp người mẫu đào tạo, xem cô đào tạo rồi. Thì em nghĩ đó là cái duyên của em. Chúc mừng em ở cái tuổi trẻ như vậy mà đã có một cái hành trang đáng để tự hào. Nhưng nó là sẽ áp lực về những cái chặng đường tiếp. Và em đã từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh năm nào? Em vào chỉ thực sự là khi mình thành công sớm quá, mình đã chạm được cái chiếc vương miện mà nhiều người không làm được điều đó. Rồi. Em nghĩ là trời ơi, thế bây giờ sau đó mình làm cái gì đây để mình tiếp tục với con đường này? Nó lại là một cái chặng đường rất khó. Có khi đặt ra yêu cầu phải hơn cái chặng đường trước nữa. Dạ. Cái thời điểm đó khi mà em được thành công đấy, em nghĩ là hơi tự cao một chút. Mình nghĩ là mình đã có thành công rồi. Anh biết tuổi trẻ hay bị cái trường hợp như vậy. Đúng anh ạ, mình sẽ làm tiến thì mình nghĩ là nó thành thành công dễ lắm, nhưng không phải, hoàn toàn sụp đổ. Em nói là hoàn toàn sụp đổ. Ngày trước em ở Hải Phòng, em không phải đấu tranh với một ai cả. Em có một cái nền tảng riêng của nhà mình và em sống trong một cái đất Hải Phòng, em không phải có bon chen, không phải cạnh tranh với một đối thủ nào cả. Nhưng khi bước chân vào Thành phố Hồ Chí Minh, em lại phải đối mặt với rất nhiều các công ty người mẫu khác, rất nhiều các bầu show khác và rất nhiều các nhà đào tạo khác nữa. Nhưng mà em có hối tiếc khi em vào Thành phố Hồ Chí Minh không? Em không anh ạ. Em thấy là gần như người ta nói là thương trường phải có đấu trường và có đối thủ. Mình mà giỏi và có khát vọng thì cần cái nơi có đối thủ xứng tập. Đúng rồi anh ạ. Ngày xưa có câu là làm vua xứ mù, nhưng vua xứ mù nó chỉ là một thời điểm nhất định chứ không thể là tồn tại mãi mãi ở cái nơi đó được. Mình phải đến một cái nơi nhiều cơ hội cho mình để mình chứng tỏ cái bản thân của mình hơn nữa. Khó khăn cũng nhiều, nhưng nếu mà chúng ta đạt được vinh quang càng tự hào về cái khả năng của chúng ta. Vào ngay cái thời điểm em nói là hoàn toàn sụp đổ, thì cái lúc đó em có khi nào bị hoang mang không? Đầu tiên có anh ạ. Mình chưa biết mình bắt đầu từ đâu mà em lại không có một mối quan hệ là em mà thân cô thấy cô một mình bước chân vào Thành phố Hồ Chí Minh. Còn em đã vượt qua như thế nào? Nói chung là em đã cố gắng bắt đầu suy nghĩ là mình đã khổ quen rồi thì khổ thêm tí nữa không sao. Em bắt đầu tự gây dựng thương hiệu cho mình, tự tìm tòi các quan hệ, tự đi giao lưu học hỏi, tự tìm những cái mà cần cho mình trong cái thời gian tới phải làm cái gì để phù hợp với công việc của mình. Áp lực hơn nữa là cái năm 2012 của em ấy không chỉ riêng mình Thảo đâu, mà sau 3 tháng quán quân Việt Nam Next Top Model Mai Giang nữa. Là cũng là do lò của em. Dạ, cái năm đó làm hai người cùng một lúc, nên là em cũng bị áp lực nhiều hơn nữa. Nhưng mà em nghĩ là có công mài sắt có ngày lên kim. Mình cứ cố gắng, mình cứ rèn luyện bản thân mình. Tại vì đam mê nó ăn trong máu mình rồi, thì có sống có chết em vẫn cố gắng cái điều đó. Hiện nay em vẫn đang theo đuổi công việc nghệ thuật, mà anh thấy em còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác đúng không? Dạ, 2017 em bắt đầu có cái sự tiến bộ hơn trong cái việc đào tạo, có kinh nghiệm hơn, em lấn sân sang quốc tế để em đưa các bạn đi thi quốc tế. Và năm 2017 thì cũng may mắn em đã có một bạn mang được chiếc vương miện nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu về Việt Nam.
là bạn Hoàng Thu Thảo. Và từ đó em bắt đầu em thấy mình cái khả năng của mình đã tốt hơn, mở rộng cái thị trường, Đến năm 2020 em không muốn mình chỉ dừng tại điểm đào tạo người mẫu hoa hậu, mà em muốn là thành một công ty giải trí. Và em bắt đầu mở rộng cái công ty của mình là có đào tạo thêm diễn viên, ca sĩ. Em làm phim vì bản chất của em trước kia là em học diễn viên, nên là em cũng có một cái kinh nghiệm chút ít về cái mảng đào tạo và quản lý. Thì bắt đầu năm 2021 thì em có kết hợp với nhạc sĩ Đỗ Hiếu đào tạo một cái nhóm nhạc này, nhóm nhạc 47, lĩnh vực đầu tiên trong thời đầu em thử nghiệm với bài hát là Anh Đứng Đây Từ Chiều. Anh Đứng Đây Từ Chiều rất là được nhiều bạn yêu thích. Đó là một cái hiệu ứng, thực sự là các bạn nhóm nhạc vẫn đang đào tạo, chưa hẳn là ra mắt chính thức. Cái dự định của em tháng 7 chính thức ra mắt debut của nhóm nhạc này. Em có quan sát thị trường hiện nay không? Cái sự cạnh tranh thế nào? Em là người có quan sát thị trường cực kỹ. Khi em làm một cái gì đó, em không làm theo kiểu vui. Để được ra mắt nhóm nhạc này, em đã phải nghiên cứu gần như là 2 đến 3 tháng em quyết định có được làm hay không trong quá trình đào tạo. Cái bài Anh Đứng Đây Từ Chiều là cái bài thử nghiệm của em, xem là cái nhóm nhạc này khi mà tung ra có được đón nhận của khán giả không, cái lời trái chiều như nào và cái lời khen như nào. Không biết em nhìn nhận tới đâu, nhưng mà đến ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh gần như là không tồn tại nhóm nhạc nam. Dạ. Mà trước đó thì có thể kể, thí dụ như là Unify, rồi 365, rồi lại V-Music, rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà cái hoạt động của nó có những thời điểm đạt đến mức độ cực thịnh, nhưng mà người ta thường nói đỉnh cao của một nhóm nhạc đó là solo, ý là nó sẽ tách ra. Tách ra, đúng rồi anh ạ. Và em có lường trước điều đó không? Thực sự là cái điều này em đã lường trước rồi anh. Em đã xác định cái nhóm nhạc của em tồn tại nhiều nhất là 5 năm. Nhưng vậy thì cái quỹ thời gian mà em đào tạo, em bỏ công nó rất là dài. Bây giờ anh chưa nói danh tiếng, nhưng mà về lợi nhuận có thể em chưa thu lại được. Hiện tại các bạn đang là một nghệ sĩ đa năng, các bạn không tập trung quá về vấn đề là ca nhạc. Ngoài ca nhạc, các bạn còn làm gương mặt quảng cáo, phát triển nhiều hướng anh ạ. Gần đây nhất là một cái dự định của em trong 2022 là em mở trường đào tạo học viện nghệ thuật các bạn, quay trở lại làm thầy giáo đào tạo các em nhí ở trong cái trường đó luôn. Em tính rất là nhiều cái hướng đúng để mà có thể là thu lại cái lợi nhuận trong cái thời gian ngắn đó. Thực ra thì anh đặt ra cái câu hỏi đó để cho mình biết được rằng cái thị trường nó như vậy. Nhưng thực sự mà nói, nhìn qua Hàn Quốc có những nhóm nhạc rất là nổi tiếng và họ vẫn giữ được cái độ dài hơi, đúng không? Dạ đúng anh ạ. Anh hy vọng là em có cái tầm nhìn để giữ chân được 5 năm, nhưng mà có thể dài hơn, đúng có không? Thể, đấy là may mắn anh ạ. Em thì thực tế làm việc với các bạn là em cho các bạn một cái là mình đang đi làm nghề, đang đi kiếm tiền. Nếu các bạn có sự đoàn kết thì các bạn sẽ đi chặng đường dài với nhau. Còn các bạn mà không có sự đoàn kết thì các bạn sớm muộn các bạn cũng tan rã. Nên các bạn phải hiểu điều đấy. Với cái nhóm nhạc này em vạch cho các bạn luôn là mình đang đi làm để kiếm tiền, chứ mình không phải sống ảo. Lợi ích của các bạn cũng nằm ở trong đó. Giữ hay không là cũng đi theo các bạn. Còn không thôi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì chính các bạn sẽ là người ảnh. Nên các bạn sẽ có cái trách nhiệm hơn với mình, đúng không? Dạ đúng anh ạ. Em có quan sát những cái nhóm nhạc nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc, để áp dụng mô hình gì không? Tại vì có, thực chất là em đang theo dõi rất nhiều. Bản thân em thì em không học hoàn toàn 100% của họ, mà em đang học phong cách của họ về cách trang phục, về cách biểu diễn. Còn cái chất nhạc thì vẫn phải là của Việt Nam mình. Hiện tại em đang học về phong cách trang phục. Và cái thế mạnh mà em tự tin đến thời điểm này về nhóm nhạc của em là các bạn đều cao trên 1m80, các bạn có ngoại hình và các bạn có sự tự tin, các bạn theo đúng cái nhịp của cái thị trường bây giờ. Thực sự là khi chia sẻ mà hỏi em thì anh có cảm giác em là cái người thấu hiểu rất là rõ. Cái điều đó có mất thời gian của em nhiều không? Tính đến thời điểm mà em làm nghề là năm nay là tròn 14 năm của em rồi. Em có cái mục đích chia năm ra rõ ràng luôn anh ạ. Trong 3 năm này em làm cái gì, 3 năm tiếp theo em làm cái gì. Ông chủ có tính quay trở lại làm diễn viên trong hoạt động 3 năm tới không? Ngày xưa thì em cũng rất đam mê diễn viên anh ạ. Có thể là cái cơ duyên của mình nó không phải là ở vị trí là diễn viên, mà cơ duyên của mình là ở vị trí đằng sau hậu trường cánh gà. Và đặc biệt là sắp tới sẽ có những bộ phim của công ty em. Dạ vâng ạ. Trước mắt phim là sẽ phục vụ cho nhóm nhạc của em và cho các cái talent chính công ty của em trước đã, để cho các bạn có thêm truyền thông về mặt hình ảnh, có kinh nghiệm. Anh thấy em tính khá xa cho cái chặng đường gọi là một hệ sinh thái để có thể nâng đỡ các em ở trong mọi lĩnh vực. Khi mà thành lập một cái trường hay một cái học viện như thế thì cái sự kết nối nó rất là quan trọng. Em tính cái mô hình đó mà em đã hoạch định bao giờ thì bắt đầu mô hình này của em bàn cách đây được 3 tháng rồi. Dự định của em là triển khai cái trường này sẽ vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Hiện nay em có nhiều người hỗ trợ cho em không? Em cũng nhiều anh ạ. Một ekip của em bây giờ là khoảng tầm 10 người. Lúc mà anh quan sát thấy cái trang cá nhân của em đang có ủ mưu gì đó với đồng đội của em thì phải. Rất nhiều kế hoạch anh ạ. Sắp tới gần nhất là gì nhỉ? Gần nhất của em là Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu. Đây là cuộc thi đầu tiên mà em tổ chức tại Việt Nam do Bộ Văn hóa cấp phép. Kết thúc cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam sẽ là Nam Vương Hoàn Vũ Việt Nam. Vâng. Rất là nhiều lộ trình đang đặt ra. Dạ đúng rồi anh ạ. Và em luôn luôn là cái người sẽ thay đổi để cho phù hợp với xu hướng, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái trường học viện bao giờ thì
nó thành hình hài. Hiện tại bọn em dự định là tầm tháng 10, tháng 11 anh ạ. Bọn em muốn là xong kết thúc các cái chương trình của em đi thì bọn em tập trung 100% vào cái trường. Thế nhắc đến Phạm Duy Khánh thì phải nhắc đến điều gì đầu tiên? Ở trong cái công việc mà em đang theo đuổi thì em đặt ra những yếu tố nào để có thể thành công được? Riêng em thì cái sự tử tế là về đầu tiên anh. Tử tế là bao gồm làm việc phải trung thực và hết mình và đặt tất cả con người mình, cái tâm của mình vào công việc thì em nghĩ nó sẽ thành công. Gần đây thì cái xu hướng mà đưa người đẹp Việt Nam ra đấu trường thế giới là Việt Nam đã có những thành quả nhất định bằng rất nhiều giải thưởng mà chúng ta thấy cái sắc đẹp của Việt Nam gọi là thăng hạng. Em quan sát và em thấy thế nào ở trong cái xu hướng sắp tới? Là em thấy là Việt Nam mình càng ngày càng chuyên nghiệp. Khi mà mạng xã hội bắt đầu phát triển thì cái sự tiếp cận với tất cả các cái gì của đất nước khác mình học rất nhanh. Nhờ đó mình lại vượt bậc người ta luôn. Mình lại được cái đà đấy mình đẩy lên. Thế vậy thực sự mà anh thấy người Việt Nam cố gắng nhiều nha. Các cử tri sắc đẹp, anh thấy các người đẹp của mình. Thứ hai là hiện nay về tiếng Anh, chiều cao, sắc đẹp và đẹp. Đặc biệt là cái thẩm mỹ nó được nâng lên rất là cao. Như em nói, cái vẻ đẹp của mình nó tiếp cận được. Và cái hai là bắt đầu mình có các cái ekip chuyên nghiệp. Đầu họ coi cô đi thi hoa hậu nó làm cái nghề rồi. Và họ tập trung cái nghề, họ hết tâm mình vào cái nghề đấy và họ chăm chút cho cô ấy một cái gọi là bước chân tới đấu trường là đầy đủ mọi hành trang, mọi khía cạnh đều có người quan tâm hết. Thì vì khi mà các cô đi thi mà bên cạnh các cô đầy đủ tất cả mọi thứ, bản năng của các cô ấy càng tự tin, từ phục trang hóa trang rồi ăn nói, tất cả các cái kiến thức mình có, khi mình càng có nhiều thì mình càng tự tin thôi. Dạ. Ở trong cái hành trình để đào tạo, để đi thi á, là mất một chặng đường rất là dài. Thì anh hỏi cái này nó có là cái sự là thành công, nó cái sai số nó nhiều không? Cũng nhiều đấy anh. Rất nhiều người làm bầu show như em, không phải ai cũng thành công anh ạ. Cái này thì lại hơi chuyển về hướng tâm linh một tí anh. Cái sự may mắn có hợp tuổi hay không, hay là cô ấy với anh này làm việc với nhau có hợp về mệnh hay không? Vậy thì ngay lúc đầu không lẽ mình phải tìm hiểu rất là kỹ cái vấn đề đó? Em không biết mọi người nha, nhưng mà em sẽ tìm hiểu kỹ về này đấy. Thà mình kỹ ngay giai đoạn đầu đúng không? Đúng rồi anh ạ. Nhưng anh nghĩ gọi là tâm linh thôi, nhưng mà em nói một cái từ rất là hay, có nghĩa là có hợp để đi với nhau xa không? Quan trọng là khi mình gặp nhau, tin tưởng nhau, ngoài cái vấn đề tuổi tác hợp hay không, vấn đề là quan trọng là có hiểu nhau được nữa không anh ạ? Thì mới đi được dài được với nhau được. Nhưng mà em cũng may mắn là khi mà em gặp một bạn nào đấy, em kết hợp với bạn ấy thì em có một cái cảm nhận trước con người ta. Đấy, cái này anh với cần hỏi này. Thật ra cái quan trọng nhất đó, người ta hay nói là có cái con mắt nhìn đời ấy, thì với cái lĩnh vực của em cực kỳ quan trọng. Khi mà nhìn vào một cái tố chất đó đúng không? Mình có thể mài, mình có thể dũa, thì mình phải nhận biết được là cái viên ngọc này có thể sáng được. Đúng rồi, muốn thành công, muốn đẹp thì bản chất cô ta cũng phải có cái bên ngoại hình trước đã. Đặc biệt ngày nay người ta hay nói đến cái vẻ đẹp của tri thức. Dạ. Bên em chắc cũng quan tâm nhiều đến vấn đề này. Có anh ạ, học là một phần, quan trọng là ngoại ngữ tốt, cô phải thông minh. Anh thống nhất với em điều này. Thực là cái cách mà chúng ta đi thi ấy, nó gọi là cái đấu trường mà. Dạ, đấu trường. Chúng ta gặp rất là nhiều đối thủ khác nhau. Đúng rồi anh ạ. Nếu mà chúng ta không thông minh thì là chúng ta khó mà có khó được. Anh để ý nha, các giám khảo họ chấm từng cái vòng một mà phía ngoài cuộc sống nữa. Dạ, đúng rồi. Quan sát bạn đó sống thế nào, quan tâm đến bạn bè, giao tiếp thế nào, người ta đã để ý từng chút một rồi. Dạ, đúng rồi. Nên rõ ràng là chúng ta phải hoàn thiện mỗi ngày, không cách nào khác hết. Hoa hậu ấy, mọi người cứ nói là có trái tim chưa đủ anh ạ, mà cô phải thông minh, thực sự phải thông minh. Thông minh thì khi mà ra ngoài đấu trường quốc tế, cô ấy nắm bắt được mọi tình huống, từng khoảnh khắc một, cô biết được là đối thủ của mình đang cần gì và hơn mình cái gì. Đúng. Để đối thủ lại. Thật ra thì nói ở trong lĩnh vực nào cũng vậy, muốn đúng thành công vẫn phải có thông minh. Còn mình áp dụng thế nào và xử lý thế nào, đó là vốn sống và vẫn phải là tử tế em ạ. Dạ vâng anh ạ. Nếu cái đó cũng khó đi xa. Bây giờ khoảng cách cuối này anh muốn nói về gia đình một chút, thì mình cũng bắt đầu từ gia đình. Dạ. Cái thế hệ của em là thế hệ thứ hai, nó có bắt đầu manh nha thế hệ thứ ba chưa? Chưa anh ạ. Nhưng mà khi mà cô của em hay là gọi là những cái thế hệ đi trước, khi mà nhìn em ngày hôm nay thì có khi nào cô có nói hay nhận xét gì không? Đến bây giờ cô em mà em vẫn chia sẻ anh ạ. Hả? Những cái gì em làm bắt đầu cô lại gọi cô chia sẻ là cháu làm cái này làm cái kia, hay là bây giờ con phải nhìn ra cái này là cần như nào. Thực sự cô em là người nắm bắt tình hình rất là nhanh nhá. Đến bây giờ cô không làm bao giờ, cô ở nhà thôi, nhưng mà luôn luôn là theo dõi ở trên Facebook. Làm cái gì cô cũng biết, cô cũng chia sẻ rất nhiều, tại vì cái kinh nghiệm của cô đã bao nhiêu năm rồi, từ cái thời còn đào tạo người mẫu đơn thuần đến bây giờ, mỗi năm là một khác, nhưng mà tưởng là cô cũ nhưng không anh ạ, cô là còn bắt chen hơn cả em nữa. Và có những cái cơ bản mà chúng ta vẫn phải học của những người trước chứ đúng không? Dạ. Những kinh nghiệm rất là quý báu. Đúng rồi. Nó phát huy với cái tuổi trẻ của em và cái sự năng động của em nữa, thì hy vọng là mọi công việc mà em đang theo đuổi sẽ thành công. Tại vì em nghĩ là bây giờ ấy, một người đẹp đi thi có rất nhiều công nghệ, nhiều bạn hỗ trợ. Thế mình nhìn lại ngày xưa có một mình cô mà cô lại đào tạo được như vậy thì cũng phải là quá giỏi anh ạ. Bây giờ mình có quá nhiều sự hỗ trợ. Dạ. Nhưng mà rõ ràng anh quan sát là ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh hiện nay khá năng động về cái môi trường mà đào tạo ra người
đẹp. Như em nói, sự cạnh tranh cũng rất là khốc liệt. Vâng. Đặc biệt là vừa qua những danh hiệu mà đoạt giải quốc tế nó cũng làm cho các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ, có cái niềm tin hơn. Vâng. Và phụ huynh cũng có niềm tin vào con em của mình để gửi gắm nhiều hơn, đúng không? Vâng. Em nghĩ như thế là rất hay anh ạ. Giống như bóng đá vậy, những tín hiệu tốt đẹp nó như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ tiếp theo, họ thấy có niềm yêu và tin tưởng hơn và đam mê để họ có cơ sở họ theo. Và những người phụ nữ Việt Nam sẽ làm đẹp mình cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Chưa bao giờ mà anh có nhận định phụ nữ Việt Nam họ tự tin và năng động như vậy. Tại vì có quá nhiều cơ hội để họ thấy được là họ phải chứng minh mình. Và phụ nữ cũng có được cái quyền nhiều hơn hồi trước và được tôn trọng nhiều hơn, đúng không? Dạ đúng anh ạ. Chính như thế nó tạo ra một sự giải phóng. Thế em mới nghĩ một điều là mình lên đào tạo bắt đầu cho các em nhỏ từ bé cho đến lớn. Nhưng mà em nghĩ bao nhiêu tuổi thì có thể bắt đầu đào tạo được? Cái tầm tuổi ví dụ từ 5 tuổi đến 12 tuổi mình đào tạo phát triển cái gì bé có sẵn và cái sự thông minh của bé. Chứ không bắt bé là phải bắt chước phải đứng ngưỡng nẹo như cô 18, 19. Cái đó không có. Tụi em muốn là trên cái nền tảng tự nhiên của các bé, cho các bé phát huy được cái trí thông minh của mình. Thì dần, hay chứ, ha? Dần dần từ 12 cho đến 18 bắt đầu mới theo cái mô típ của người đẹp. Thật ra bạn thấy các cái bé nếu mà biết vô đúng cái môi trường và phát huy khả năng của mình thì các bé sẽ tự tin rất là nhiều. Dạ đúng anh. Đúng không? Từ cái lứa tuổi đó. Đương nhiên mình đừng đánh mất cái tuổi thơ của các em. Em thấy nhiều đơn vị là cũng cho các bé bị chuyên nghiệp quá từ nhỏ. Thế sau này các bé lớn, các bé bị một cái vết tôi phải như vậy sao tôi lại không được như vậy. Em sợ đến khi các bé trưởng thành các bé sẽ bị một cái cú sốc là sao tôi hồi nhỏ tôi được diễn vô đét, sao lớn đến tôi không được diễn vô đét. Đây cái trường này em muốn nhìn lại, quay lại một cái chặng đường là gì, là mình đào tạo các bé không được cho các bé là nghĩ là tôi là vô đét, tôi là cái người nổi tiếng. Mình đào tạo là gì để cho bé phát triển cái trí thông minh của bé. Nếu bé nào có cái năng khiếu ở cái lĩnh vực đó, dạ, đúng rồi, thì họ sẽ phát triển theo đúng cái lứa tuổi đó và bằng sự tự tin hơn thôi. Đúng. Và anh thấy đúng mà cái mầm non nó vẫn học văn hóa bình thường, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đến đây để trao đổi thêm một cái kỹ năng nữa. Dạ đúng rồi anh ạ. Và hoàn thiện mỗi ngày lên. Dạ. Thì chúng ta có những cái quả ngọt sau này, đúng không? Đúng rồi anh ạ. Và hòa nhập được. Cái là anh nghĩ là cái điều đó tốt. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Ngày hôm nay Duy Khánh tới đây không chỉ chia sẻ nghề mà những kinh nghiệm, cái cách sống và cái cách làm nghề nữa. Dạ. Chúc cho em sức khỏe và tìm được nhiều niềm hạnh phúc trong công việc của mình. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Duy Khánh rất nhiều ạ. Khánh này, ngay bây giờ thì em cũng đã có những hành trình sắp tới, sẽ mở ra những cái trung tâm học viện. Thì em có lời nào nói giống như là nói với các bạn mà muốn đến với trung tâm của mình, thì em điều cần thiết là gì để mà em có thể chia sẻ đến với cái công việc mà em đang theo đuổi, đó là đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngày hôm nay Khánh xin gửi lời chia sẻ một chút về kinh nghiệm của mình. Tất cả những bạn trẻ đang đam mê nghệ thuật, yêu nghệ thuật, hãy sống và một lần chìm đắm và chết trong cái nghề mình đang chọn. Khánh nghĩ rằng là không có con đường nào không dẫn đến thành công cả. Quan trọng là chúng ta có kiên trì, nỗ lực và đủ yêu, đủ tâm đặt mình vào cái nghề của nó không. Khánh cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ đam mê nghệ thuật hãy cũng giống Khánh, hãy cố gắng hết mình và một ngày nào đó các bạn sẽ chạm được đến thành công của mình. Đó là những lời tâm huyết của Khánh, và đặc biệt là chúng ta nhớ Khánh nói đầu tiên vẫn là sự tử tế khi đến với nghề. Có sự tử tế, chúng ta sẽ có nhiều thứ phía sau nữa, cùng với những nỗ lực, những đam mê hết mình thì chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt đẹp. Giống như Khánh là những chặng đường vất vả và cậu ấy đã cố gắng nỗ lực hàng ngày và ngày nay đó có tâm huyết muốn mở ra trường đào tạo, một học viện để có thể đào tạo ra những cái mầm non lớn dần lên theo năm tháng của nghệ thuật nước nhà. Chúc cho Khánh có đủ tâm huyết để tiếp tục với các cộng sự của mình để hoàn thành cái sứ mạng mà bạn mong muốn nhé. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Duy Khánh rất nhiều và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương, ủng hộ và theo dõi chương trình vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Còn bây giờ